tổng kết câu lạc bộ Việt Nam năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện chương trình công tác năm 2018, một sự nhất trí của ban chấp hành chi hội nghị câu lạc bộ Việt Nam huyện Sơn Dương và trung tâm thông tin thể thao văn hóa huyện Sơn Dương. Hôm nay câu lạc bộ hội hữu nghị Việt Nam Lào Sơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Triển khai nhiệm vụ năm 2019, đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết. Ban tổ chức hội nghị xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo huyện Sơn Dương có bà Hà Thị Hồng Liên, trưởng phó phòng văn hóa huyện Sơn Dương về dự của chúng ta. Hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt có ông Trần Văn Nhân, chi hội trưởng hội hữu nghị Việt Nam. Hôm nay chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thank you.
Thank you.
đại biểu, chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết đã khép lại. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng các câu lạc bộ bạn sức khỏe hạnh phúc, chúc hội nghị thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể hội nghị, sau đây tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tịnh, chủ nhiệm câu lạc bộ, lên thông qua báo cáo công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí Liên, đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí đại diện cho Ban chấp hành Chi bộ Hội huyện Sơn Dương, cũng như các đồng chí đại diện cho các câu lạc bộ, toàn thể anh chị em diễn viên. Tôi thông qua cái báo cáo tổng kết năm của câu lạc bộ văn nghệ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện quyết định số 18/QĐ-HVL ngày 26 tháng 4 năm 2016 và quyết định số 01/QĐ-HH-SĐ ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào chi nhánh Hội Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Công tác văn hóa văn nghệ thể thao là những hoạt động quan trọng đều đặn, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế, chính trị, tạo nên toàn diện của xã hội từ nhiều đời nay. Để duy trì thực hiện nghị quyết Trung ương 5/8 của Đảng, giữ gìn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, nhằm gắn bó rèn luyện đạo đức cách mạng, truyền thống của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Vâng, sau đây xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Nhân lên phát biểu chỉ đạo hội nghị và có ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Liên, Phó Phòng Văn hóa huyện Sơn Dương. Kính thưa đồng chí Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương. Kính thưa các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, diễn viên câu lạc bộ chèo tỉnh Tuyên Quang. Kính thưa các đồng chí cán bộ, diễn viên câu lạc bộ thơ ca Quan Họ Bắc Vinh Thành Tiên. Được sự nhất trí của Ban chấp hành Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang cho phép câu lạc bộ Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương tổ chức lễ tổng kết câu lạc bộ và các hoạt động của năm 2018. Kính thưa hội nghị, trước khi dùng lời, cho phép tôi kính chúc hội nghị thành công và kính chúc các vị đại biểu về dự hội nghị hôm nay được sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Vào dự với hội nghị sơ kết hôm nay, thay mặt cho Ban chấp hành Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương có một chút quà nho nhỏ để tặng và câu lạc bộ. Xin mời đồng chí Tịnh tin nhận quà. Thay mặt cho 21 hội viên câu lạc bộ văn nghệ Hữu nghị Việt Nam Lào chi hội Sơn Dương, cảm ơn ý kiến nhận xét và đánh giá của đồng chí Trần Văn Nhân, chi hội trưởng của chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương. Xin chúc ông mạnh khỏe và gia đình mọi sự như ý. Xin cảm ơn. Vâng, sau đây xin trân trọng giới thiệu bà Hà Thị Hồng Liên, trưởng giáo phòng văn hóa huyện Sơn Dương, lên chỉ đạo hội nghị và phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay thật là vinh dự được thay mặt lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin dự hội nghị tổng kết của câu lạc bộ thuộc chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam Lào của huyện Sơn Dương. Và lời đầu tiên xin phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội nghị, có thể nói rằng câu lạc bộ thuộc chi hiệp hội Hữu nghị Việt Nam Lào được thành lập năm 2016 và đến nay thì tuy mới hơn 2 năm thành lập, thế nhưng mà khi mà được nghe cái kết quả hoạt động của các đồng chí vừa mới đọc đây, thấy rằng là qua 2 năm và đặc biệt trong năm 2018 thì có những kết quả rất nổi bật. Đến nay thì câu lạc bộ thuộc chi hiệp hội Hữu nghị Việt Nam Lào đã có 21 thành viên, và trong năm 2018
Tuy một thời gian rất là ngắn nhưng mà các đồng chí cũng đã có những hoạt động văn hóa, văn nghệ rất là thiết thực, phong phú. Đặc biệt là đã tham gia được 25 cuộc giao lưu ở trong và ngoài tỉnh. Thì hôm nay thay mặt lãnh đạo của văn hóa cũng xin có một vài lời đối với lại các thành viên câu lạc bộ. Và cũng xin báo cáo với các đồng chí là hôm nay thì lãnh đạo ủy ban dân huyện cũng có giấy mời của câu lạc bộ mời đến dự. Tuy nhiên thì các đồng chí lãnh đạo ủy ban huyện và những ngày cuối năm thì rất là bận rộn, đã không thể đến dự được cái hội nghị tổng kết. Vì vậy mà đã ủy quyền cho lãnh đạo phòng văn hóa dự và cũng có một bó hoa và chúc quà của lãnh đạo ủy ban huyện. Và sau đây thì xin thay mặt lãnh đạo phòng văn hóa xin được chuyển bó hoa và chúc quà của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tới câu lạc bộ. Xin mời đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ nhận ạ. Thay mặt cho tất cả anh chị em trong đội văn nghệ hữu nghị Việt Nam Lào xin cảm ơn ý kiến chỉ đạo và những lời nhắc nhở của đồng chí trưởng phó phòng văn hóa huyện Sơn Dương đại diện cả cho ủy ban nhân dân huyện. Tôi xin chúc gia đình đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong công tác, trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ. Xin trân trọng kính mời các đơn vị bạn và các thành viên của câu lạc bộ lên tặng hoa và trao quà cho đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Xin cô mặc cho câu lạc bộ đàn hát dân ca ngoài trời tỉnh Tuyên Quang. Và chúng tôi cũng có một chút quà, một bó đỏ thắm để chúc mừng và câu lạc bộ hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương. Xin cảm ơn sự chúc mừng của chúc mừng câu lạc bộ. Tôi cũng thay mặt cho thành viên của đội văn nghệ hữu nghị Việt Nam Lào huyện Sơn Dương xin cảm ơn, chân thành cảm ơn tổng bí thư Lý và một vài đội trưởng tỉnh Tuyên Quang và tất cả các đồng chí nhân viên của câu lạc bộ. Vâng, câu lạc bộ văn học Thành Tuyên hôm nay cũng rất vinh dự được về đây để dự cái buổi lễ tổng kết của câu lạc bộ hữu nghị Việt Nam Lào và cũng có một bó hoa và một chút quà để xin gửi tặng cho câu lạc bộ. Xin mời chủ nhiệm câu lạc bộ ta nhận ạ. Cảm ơn.
Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin được kính chúc quý vị bước sang một năm mới 2019 an khang thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị, thực hiện chương trình công tác văn hóa thông tin thể thao năm 2019 và được sự nhất trí của Ủy ban thị trấn Sơn Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Sơn Dương, hôm nay câu lạc bộ Việt Lào chi nhánh huyện Sơn Dương phối hợp với các câu lạc bộ văn nghệ trong và ngoài huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng mùa xuân mới năm 2019. Và trước khi vào đêm diễn thì ngay sau đây xin mời đại diện của câu lạc bộ Việt Lào chúng ta sẽ đón nhận nắng hoa tươi thắm của câu lạc bộ văn nghệ Hào Phú. Xin mời. Vâng, để xin mời đại diện của câu lạc bộ Việt Lào. Kính thưa các diễn viên của các câu lạc bộ, kính thưa ban chủ nhiệm câu lạc bộ Việt Lào, kính thưa các câu lạc bộ, nhận lời mời của câu lạc bộ Việt Lào, đoàn Hào Phú chúng tôi hôm nay đến giao lưu văn nghệ với các câu lạc bộ trong huyện để chào mừng xuân mới, xuân Kỷ Hợi 2019. Trước khi vào biểu diễn, thay mặt cho hội người cao tuổi và câu lạc bộ liên thế xã Hào Phú, gửi tới ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, các diễn viên các câu lạc bộ và quý vị khán giả sang năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt, đêm biểu diễn chúng ta thành công tốt đẹp. Sau đây chúng tôi có chút quà quê hương gửi tặng câu lạc bộ Việt Lào. Toàn thể quý vị và đến dự đêm giao lưu chúc mừng mùa xuân mới năm 2019, xin được giới thiệu với toàn thể quý vị giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin Thể thao đồng chí Lý Bình Cầu cũng đến dự với chúng ta trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay. Vâng, xin mời đồng chí Lý Bình Cầu và sẽ có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng câu lạc bộ Vì Lào của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và sau đây đêm biểu diễn của chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đêm biểu diễn thành công tốt đẹp. Và để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức màn hát múa Dấu Chân Phía Trước, biểu diễn Dương Xuân cùng tốp múa của câu lạc bộ Việt Lào. Xin mời quý vị cùng đón nghe và thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị vừa thưởng thức màn hát múa Dấu Chân Phía Trước do câu lạc bộ Việt Lào. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Ninh, ca khúc được mang tên Mùa Xuân Non Cao, biểu diễn Anh Thơ, đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Sơn Dương.
Và để tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đón xem điệu múa Hẹn Hò Đêm Trăng do câu lạc bộ Trèo Tuyên Quang biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyến. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo ồ, muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phơi tình nồng hương phơi phơi. Tình muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai, muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say dịu thương ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lâng lâng men rượu cay, nhịp tim đắm say linh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo. Có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai, muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng với đến với làn điệu Quan Họ Buôn Bấp Buôn Giờ do các Điển Anh Điển Chị câu lạc bộ Quan Họ Thành Tuyên biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Thank you.
Chèo Quan Âm Thị Kính, các vai Mẹ Đốt Bích Phường, thị trấn Sơn Dương, Lý Trường Hoàng Thảo, câu lạc bộ đàn hát dân ca và chèo tỉnh Tuyên Quang biểu diễn. Việc binh nương thuế lệ lây đoá đánh tỏa, ả thị màu lấy đã hoang thai, cứ chiều theo lệ làng pháp nước không sai, cứ khoán đổ là 100 quan đó lò. Thằng bố đốt có nhà không đấy? Đứa nào đốt chết gì ngoài ấy hả? Sao đây, thầy Lý đây. Thằng bố đốt có nhà không hả? Bố cháu chảy tình lính băng rồi à? Ôi giời, cứ bỏ nhà mày cũng bằng mới trả sắt. Dạ dạ, bố cháu cắt chát theo hầu cụ bá, chảy tình lính băng đấy à? Bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà đấy chị em? Đây phải lầm thay thương mẹ chồng, thời đây phải lầm thay bỏ ai dân bây giờ ai bắt này ấy việc kỳ quan bàn bàn ra ra bắt chào thầy à. Mày làm cái gì ở trong ấy mà lâu thế à? Phải có tên thầy để cho nhà con xưng danh cái đã. Úi giời, cứ bỏ nhà mày cũng danh đi ra. Danh ra thế nào thì xưng đi. Ây bước vào tôi ơ rằng chẳng giống gì mẹ định đáp làm. Lời ăn nói tôi vào trang bên mình, phòng danh đi tại tình, để chế lệnh nhân dân tộc, mình để cả xa lòng trông, mà đưa phải trái là lên chết bảo. Hôm nay lão mày làm cái gì mà lên chứ bảo? Sao mà thế thầy, chết bảo là thế này. Trong làng mà có việc gì to nhỏ, thầy sai con đi ra mõ thì dân làng mới biết. Như vậy con chẳng chết bảo là gì. Con mẹ nó mày nói thế mà con Lý đấy. Từ ông Hương Hào cho đến thầy Khán Thủ, sao tôi định là phải đợi tôi. Tôi mà chưa dài á thì tôi về cũng chưa có được thôi.
con này láo, mày làm cái gì mà dạ, chưa dạ, ra dạ. Dưng tao chưa được ngồi dạ, hả? Dạ, nó là thế này à? Thế nào? Trong làng mà có việc còn không gia đình giải chiếu thì nó sẽ ngồi xuống đất hả thầy? Ừ, con mẹ đốt lỗi thế mà có lý thật đấy. Thế cho nên sách mới có chữ thi tiểu nhân bất thành quân tử. Tuy làm mõ nhưng nhà con lại còn có cả thơ đấy ạ. Nhà mõ có thơ à? Cái thơ sao? Dạ dạ thưa thầy, thì con đọc thầy nghe nhé. Ừ, đọc đi. Trường hoàng trường trại yêu, thượng hạ tây đông mỹ yêu, con gái phú ông tây là bầu thì tâm tình ngoại nghiệp biết bán được có thai. Mày già trẻ gái trai gia đình bán quán yêu yêu. Ôi giời ơi mệt quá, còn cái việc đồ biết cũng không nghe thấy gì. Tôi phải vào tận nhà đấy chị em ạ. À, và để tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiết mục của câu lạc bộ xã Hảo Phú với điệu múa đêm nghe hát đò đưa nhớ bác. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một khúc dân ca sâu lắng quê nhà, đêm sông Lam dạt dào sóng ngược, vòng câu đò đưa tình người mộc mạc bát ngát nhớ thương, mà thoảng hương giữa đời. Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, nhớ chuyện người thời xa xưa bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Bác theo phường đi nghe hát, quân săn gối đứng đầu sân, dân mất nước mấy lầm than, mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Tuổi yêu thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi yêu thơ bác đã sống, suốt chiều dòng câu dân ca. Đêm Kim Liên ấm áp, ngày xưa hay hát thường, ấy ngày hội những danh nhân, đất nước đau thương đã đến đoàn bàn. Bác theo phường đi nghe hát, trăng đứng bóng trăng tà thôi, bao thơ hay gỡ tơ rối, mà trước cuộc đời đành bố tay. Câu đò đưa tuổi áo thơ bác đã sống, suốt chiều dòng câu dân ca. Đêm quê hương nhớ bác, lòng ta thêm mong lòng, vườn nhà ngát hương câu, mãi tranh quê xa xa mấy tình đời. Xưa theo phường đi nghe hát, nay bác đã cho đời ta, ơi câu ca độc lập tự do, mà nay toàn dân ta hát vang. Nỗi ước mong mùa xưa đã điên rồi, ơi giang dở, nay hát câu đò đưa.
mênh mang. Rồi từ ấy bạc tìm đường cứu nước chuyện người thời xa xưa bước lớn lên trên quê đất mẹ hiền, bác theo phường đi nghe hát quân săn gối đứng đầu sân, dân mất nước mấy lầm than mà nên lời ca nghe cũng xót xa. Dòng công dân ta đêm kim niên ấm áp ngày xưa hay hát thường ấy, ngày hội những danh nhân đất nước đau thương lên đến đoàn vàng, bác theo phường đi nghe hát trăng đứng bóng trăng tà thôi, bao thơ hay thơ dối mà trước cuộc đời đành bó tay. Tuổi áo thơ bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa, tuổi áo thơ bác đã sống suốt chiều dòng công dân ta đến quê hương nhớ bác lòng ta thêm ấm lòng. Vườn nhà ngát hương cao mãi tranh quê xuống sau mấy tình đời, xưa theo phường đi nghe hát nay bác đã cho đời ta ơi câu ca độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang. Nơi ước mong của xưa rồi ơi giang dở nay hát câu đò đưa thấy trời đẹp mênh mang, càng nhớ bác nhớ trình. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên thưởng thức màn khiêu vũ Bóng Ly Tâm do câu lạc bộ thơ Tuyên Quang thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân theo em về mùa bình thường
Để nối tiếp trình, xin mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương do biểu diễn Hà Thanh đến từ câu lạc bộ Việt Lào. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mời quý vị cùng đến với tiết mục Aerobic vô cùng sôi động trên nền nhạc ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng, sáng tác Ánh Dương, biên đạo múa Bích Luyện, do các thành viên câu lạc bộ nữ cao tuổi trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Sáng tỏ
Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với câu lạc bộ Chèo Tuyên Quang, tiết mục Múa Lâm Tơi. Câu lạc bộ Quan Họ Thành Tuyên. Tiếng tiếng thăm anh sao em đợi, em đợi em chờ từ.
trời sao đi đi tôi thắm như hoa đào tròn căng nghĩ mừng em sau là nghiêm thắm chọn niềm vui biểu diễn Xuân Lạc đến từ câu lạc bộ xã Hào Phú. Ta đi trong mình anh sao vàng rừng vừa tung bay tồn tàng bao mê say nhấc bước chân tuần về đây. Hai hồn ơi, từng tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ đón sông, rào rừng sau hôm nay bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi, thắng thôn đã vang khai hoàn. Ôi, anh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nào nước đất nước, ta vẫn bay lên say ngắm dòng đôi hiên ngang. Ta muốn đeo vang ca một đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần đã phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực tháng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn hôn hôn đôi
đất đất quê hương ta mất tha hoang bước chân người chiến sĩ giải phóng kiên cường đêm hoa đăng những môi cười đã hoa đời từ năm tuyệt vời còn niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn và non sông sông nước càng dỡ phía ta. Ai chồng mình đánh sao vàng từng và tung bay tồn tàng bao bi say những bước chân tuần về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày buồn giải phóng ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ nón sông chào dập cho hôm nay bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi thôn đã vang hải hoàn ôi hạnh phúc vô biên hạt lửa đi em những lời yêu thương họ hồi toàn thắng ngao đức đất nước tám ngày năm sông núi hiên ngang ta mới gieo vang hát ca một đời Việt Nam tổ quốc anh hùng ôi quê hương dẫu bao lần đã phá điều tàn mà vẫn ngoan cường dậy một ngày toàn vang đẹp quá đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh ta muốn ôm hôn môi tâm đất quê hương ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ đại thắng kiên cường đêm hoa đăng những môi cười đã qua đời từng thắm tuyệt vời còn những tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ta non sông đông nhớ rạng rỡ tiết trình xin mời quý vị cùng đến với ca khúc khúc quân ca Trường Sa biểu diễn top ca nam nữ đến từ câu lạc bộ Việt Lào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị, bài hát Khúc Quân Ca Trường Sa đã khép lại chương trình Đêm Giao Lưu Văn Nghệ Mừng Xuân 2019. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.